Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin khởi tố tướng Hải quân Việt rung động, dùng hạm cũ lính Cụ Hồ ra khơi. Vâng, trong thời điểm này các bạn đã chứng kiến một sự kiện rất quan trọng ở Việt Nam, đó là việc một tướng của Hải quân Việt Nam đã bị khởi tố và đi kèm với đó là rất nhiều những cán bộ khác. Và hôm nay dư luận trong và ngoài nước đã trở nên rất quan tâm và bàn tán sôi nổi về cái đề tài là hiện nay Tư pháp tại Hà Nội tuyên bố khởi tố nguyên Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Và đây là các bạn có thể xem những thông tin mà bài báo đó đã đăng tải ở quốc tế và những người Việt Nam trong và ngoài nước đã được xem. Việt Nam khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vi phạm quản lý đất. Đây là hình ảnh của nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến trong một lần ông tiếp phái đoàn của Mỹ. Việt Nam hôm 22 tháng 10 là hôm nay đã ra quyết định khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Văn Hiến về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan đến vụ án Út Chọc. Truyền thông trong nước cho biết cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Viện Kiểm soát Quân sự Trung ương thi hành quyết định khởi tố bị can đối với ông Hiến, từng là Tư lệnh Quân chủng Hải quân theo điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015. Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng hôm 23 tháng 10 nói rằng việc cơ quan điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng khởi tố ông Hiến nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án Đinh Ngọc Hệ, tức Út Chọc, và những người đồng phạm vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo điều 229 và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 của Bộ luật hình sự. Và các bạn đã thấy rất rõ ràng là những người lính bộ đội cội của Hồ sau một thời gian làm hòa bình và bây giờ họ làm kinh tế rất nhiều và họ quan tâm với vấn đề này hơn là cái việc nâng cấp và chăm chút cho quân đội, và bây giờ dẫn đến những cái vụ bắt bớ và những cái điều tra như vậy. Và cựu Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Văn Hiến đã bị khởi tố vì vi phạm trong quản lý và sử dụng đất quốc phòng từ Bắc đến Nam với rất nhiều vụ án khác nhau. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy. Kỷ luật xử lý hình sự trên 70 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật đảng và xử lý hình sự trên 70 cán bộ đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý. Đây là hình ảnh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ 16 vừa qua tại Hà Nội. Thông báo của Bộ Chính trị cho biết vị đô đốc của Hải quân Việt Nam trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Hải quân chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Quân chủng Hải quân trong triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác quản lý sử dụng đất đai quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ. Và gần đây chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều những vụ án không phải chỉ trong giới chức quân sự mà trong giới chức dân sự cũng đã bị xét xử lên đến cả những cái người cấp rất cao như trong Bộ Chính trị cũng đã bị xử. Và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra kết luận vi phạm nghiêm trọng tại Quân chủng Hải quân như sau. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy. Nguyên Thứ trưởng Quốc phòng Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 36 dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú. Ủy ban xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy, Quân chủng Hải quân và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã thực hiện kết luận tại kỳ họp 35 của Ủy ban. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với chuẩn đô đốc Lê Văn Đạo, nguyên đảng ủy viên, nguyên phó tư lệnh Quân chủng Hải quân. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng hồi tháng 4 cũng đã đưa ra kết luận rằng Ban Thường vụ Quân ủy Hải quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vụ việc khiếm khuyết trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng, để một số cán bộ đảng viên trong quân chủng bị xét xử vì tội hình sự. Ông Hiến là người đứng thứ hai trong Hải quân Việt Nam được thăng hàm đô đốc sau đô đốc Giáp Văn Cương. Vị đô đốc 65 tuổi từng là tư lệnh vùng 4 Hải quân và phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân của Việt Nam. Và tháng trước thì Thủ tướng ở Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký quyết định thi hành kỷ luật xóa tư cách nguyên tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với ông Hiến. Và cái việc mà xóa tư cách nguyên
này thì ở Việt Nam là một cái nước duy nhất trên thế giới là sử dụng cái biện pháp này. Khi đó đã qua rồi thì chúng ta đã chứng kiến thời gian vừa qua rất nhiều những vị bộ trưởng, rất nhiều những người trước đây đã từng đương chức và bây giờ bị xóa những cái chức vụ nguyên, tức là họ đã không còn mà vẫn xóa. Thì đây là điều rất đặc biệt của Việt Nam. Và tiếp theo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến, đây là hình ảnh của ông. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 3 tháng 9 ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức Tư lệnh Quân chủng Hải quân, và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng. Trước đó, theo thông báo của Bộ Chính trị, trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ông Nguyễn Văn Hiến chịu trách nhiệm về những vi phạm, khiếm khuyết nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân trong triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết về cơ quan này về công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý. Và đây là hình ảnh của ông lúc đang đương chức, các bạn thấy rất rõ. Và trong những năm gần đây, vấn đề sử dụng đất quốc phòng nổi lên qua những cái vụ xung đột rất lớn giữa người dân và chính quyền ở xã như xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi người dân đã bắt giữ 38 cảnh sát cơ động xuất phát từ việc tranh chấp gần 50 hectare đất của xã này mà chính quyền muốn giao cho công ty Viettel của quân đội quản lý. Đây là cái điều rất đặc biệt trong thời gian vừa qua mà đã gây ra làn sóng quan tâm trong và ngoài nước. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy thời điểm đó là diễn biến căng thẳng vụ tranh chấp dẫn đến bạo động tại Đồng Tâm. Đây là những người và cảnh sát cơ động đã bị bắt giữ, người dân bắt giữ. Vụ tranh chấp bắt đầu từ cuối năm 2016 khi chính quyền quyết định giải tỏa một khu đất của dân tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km, để bàn giao cho công ty viễn thông quân đội Viettel. Ngày 21 tháng 11 năm 2016, đại diện nông dân Đồng Tâm mang văn bản lên gặp ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, khiếu nại về chính quyền lấy đất của dân. Tiếp theo, đến ngày tháng 4 năm 2017, một cụ trong làng tên là cụ Kình, 80 tuổi, bị chính quyền bắt giữ sau khi cụ giải thích với người dân về một số tranh chấp đất đai trong làng. Ngày 15 tháng 4 năm 2017, bạo động nổ ra khi chính quyền đưa lực lượng gồm công an, cảnh sát cơ động đến cưỡng chế đất đai của người dân để giao cho công ty viễn thông quân đội Viettel. Người dân cương quyết phản đối tịch thu đất, 9 nông dân bị phía công an bắt giữ. Bạo động bùng phát, người dân dùng gạch đá chống trả lực lượng cưỡng chế, bắt giữ hơn 30 người thi hành công vụ. Ngày 16 tháng 4 năm 2017, công an, cảnh sát cơ động được tăng cường đến Đồng Tâm yêu cầu người dân thả các chiến sĩ công an và cảnh sát cơ động. Phía công an thả những người dân bị bắt giữ một ngày trước đó. Người dân Đồng Tâm lập kênh phát thanh riêng tố cáo chính quyền tìm mọi cách lấy đất của dân, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh, đấu tranh ôn hòa, đúng pháp luật. Và đây là những hình ảnh mà cảnh sát cơ động của Việt Nam đã bị người dân bắt giữ và họ đã tưới xăng xung quanh. Và nếu công an đàn áp thì họ sẽ đốt cái khu nhà này, và tất nhiên là tính mạng của những người chiến sĩ này sẽ bị thiêu hủy trong khu nhà. Và điều đấy rất nghiêm trọng. Và ngoài ra, vụ việc các đơn vị được cho là mang danh quân đội chiếm lĩnh sân bay Tân Sơn Nhất và cắt một diện tích 157 hectare để làm sân golf cũng đã gây nên làn sóng phản đối dữ dội trong dư luận xã hội, vì việc này làm cản trở việc mở rộng kéo dài đường băng cũ và gây tắc nghẽn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Và điều đó các bạn có thể xem qua những bài báo quốc tế cũng đã đăng. 800 hectare đất vàng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ rơi vào túi ai? Đây là hình ảnh của những chiếc máy bay của Việt Nam hãng Airlines Vietjet đậu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Những quan chức nào bảo kê sân golf Tân Sơn Nhất? Mối nghi ngờ của báo Dân Việt và dư luận xã hội là hoàn toàn có cơ sở. Sau hàng chục năm chiếm dụng đất và sân bay dân sự, nhóm lợi ích sân golf đã lộ hình và thách thức dư luận. Kỳ họp Quốc hội vào tháng 7 năm 2017 đã chứng kiến những dấu hiệu tỏ rõ ràng cho thấy vai trò bảo kê sân golf TSN Tân Sơn Nhất đã cấp tập được truyền từ một số quan chức Bộ Quốc phòng sang một số quan chức Bộ Giao thông Vận tải. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thời đó là ông Trương Quang Nghĩa được xem là người phát ngôn nhân cho nhóm lợi ích sân golf Tân Sơn Nhất. Trong hầu hết các phát ngôn công khai, quan chức này khư khư quan điểm chỉ mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam, tức là toàn bộ các khu vực dân cư của quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình và cả công viên Gia Định, một trong hiếm hoi lá phổi xanh cuối cùng của Sài Gòn, mà không phải là phía Bắc, nơi ngự trị của sân golf Tân Sơn Nhất. Trương Quang Nghĩa cũng là người bị nghi ngờ lớn về mối quan hệ chằng chịt và sâu đậm với các nhóm lợi ích ODA, tức là vốn ODA, và giao thông
tại Bộ Giao thông Vận tải. Tình trạng câu giờ cố ý của Bộ Giao thông Vận tải đã khiến cho từ năm 2017 đến nay, đường vào sân bay Tân Sơn Nhất đang trở nên thành lỗi kinh hoàng và tất cả các hành khách. Rất nhiều lần tuyến chính dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất cùng các đường nhánh bị kẹt suốt từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ, khiến nhiều hành khách phải bỏ xe hơi, ôm hành lý chạy vội vào nhà ga phi trường để khỏi lỡ chuyến bay. Ở đây hình ảnh các bạn thấy rất rõ là những cái nhóm lợi ích của quân đội đã cấu kết với những nhóm lợi ích trong chính quyền để lạm dụng đất đai của đất nước, của nhân dân và phục vụ mục đích cá nhân. Và các tướng tá quân đội thì lại rất say mê chia chác và hưởng lợi nhuận từ các quỹ đất quốc phòng. Cũng vì lý do này mà nhiều người đã phải vào tù, nhưng nhiệm vụ chính là xây dựng lực lượng hải quân để bảo vệ đất nước thì họ ít quan tâm. Và thay vào đó là họ tăng cường đi xin vũ khí cũ của các nước dân chủ trên thế giới vốn đã bị thải loại biên và đem về tân trang lại để dùng. Và hình ảnh đó chúng ta có thể thấy rất rõ qua con tàu hải quân HQ-18 này. Và sau đó Việt Nam đã đăng báo và khoe khoang con tàu này như sau: sức mạnh chiến hạm săn ngầm Hàn Quốc vừa trao tặng Việt Nam. Theo quân đội Việt Nam, nhà máy X-46 đang tiến hành nâng cấp tàu hộ vệ săn ngầm số 18. Đây chính là chiến hạm săn ngầm lớp Pong Hang mà Hàn Quốc mới trao tặng cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tức là đây là cho, đi xin về họ cho chứ không phải mua. Mặc dù báo cáo của SIPRI mới chỉ cập nhật thông tin trên, tuy nhiên từ năm 2017, một số hãng thông tấn và diễn đàn quân sự nước ngoài, trong đó có cả hãng trang Sputnik tiếng Việt, đã đăng tải hình ảnh chiếc tàu hộ vệ Pong Hang về tới Việt Nam và được đánh số hiệu mới là 18. Sự kiện này đánh dấu bước đi lịch sử của Hải quân Việt Nam khi lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ, chúng ta nhận được chiến hạm đúng nghĩa do nước ngoài trao tặng. Tức là Hải quân Việt Nam rất tự hào về việc được nước ngoài trao tặng và cho những chiếc tàu này. Và nếu các bạn để sát gần lại hình ảnh thì thấy rất rõ chiếc tàu này quá cũ vì nó đã bị loại biên và hoạt động hơn 30 năm tại Hải quân Hàn Quốc. Và ngoại trước khi loại biên thì Hàn Quốc cũng đã tháo dỡ tất cả những vũ khí quan trọng nhất của chiếc tàu này, và gần như Việt Nam chỉ nhận về một chiếc vỏ mà thôi. Và vỏ lại vỏ cũ. Và trong bài báo cũng ghi rõ, mặc dù các ống phóng ngư lôi hạng nhẹ 324mm đã bị tháo bỏ, tuy nhiên rất mừng là bầu chứa thiết bị định vị thủy âm của tàu vẫn còn. Tức là họ tháo nhưng vẫn sót lại, thì Hải quân Việt Nam cũng rất là mừng điều đó. Nếu khí tài này vẫn nguyên vẹn thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng nếu trường hợp thứ hai xảy ra, đó là phần kết cấu trên bị để trống, thì Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng bổ sung cho nó Jonah HMS X2 của Ấn Độ, loại được nhiều chuyên gia quân sự trên quốc tế đánh giá khá cao. Tức là khi Việt Nam xin được những chiếc tàu cũ này thì họ về và không sử dụng được ngay thì họ có thể lắp ráp từ cái nọ sang cái kia. Thì với cái chắp vá như vậy thì cái lực lượng hải quân của Việt Nam thực sự là rất yếu và rất kém. Hơn thế nữa, nếu điều kiện cho phép thì Hải quân Việt Nam có thể tận dụng khoang không gian phía sau của tàu vốn đã trống trải hơn trước, vì không còn một khẩu pháo ô tô Micra 76mm để nghiên cứu phương án lắp đặt những vũ khí tiên tiến hơn. Tức là chỗ này thì Hải quân Hàn Quốc họ đã tháo dỡ cái vũ khí hạng nặng đi rồi và thành một ô trống, thì Hải quân Việt Nam đang tìm cách để lắp cái gì đến đó. Và được biết đây là một trong những con tàu lớn với nhiều trang thiết bị hiện đại được biên chế cho vùng 2 Hải quân. Để khai thác con tàu này phải có nhiều giải pháp để gia cố và cải tiến một số chi tiết theo yêu cầu của nhiệm vụ. Thì như vậy là rất rõ ràng là chúng ta đã thấy khi nhận một con tàu cũ thì Việt Nam và quân đội Việt Nam phải chi phí rất nhiều để tân trang lại, để lắp ráp lại, và cuối cùng vẫn chỉ là những con tàu cũ cùng những cái thứ vũ khí hoàn toàn là chắp vá, và điều đó cũng sẽ rất tai hại và cuối cùng có thể là sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho những chiến sĩ của Việt Nam khi đi trên con tàu này, vì sức chiến đấu của nó gần như không có. Và đứng trước một Trung Quốc đầy sức mạnh và nhanh chóng được đầu tư hiện đại hóa quân đội, với việc Trung Quốc trong năm 2019 vừa qua họ đã đầu tư đến 174 tỷ đô la cho lực lượng quốc phòng của mình, trong khi đó Việt Nam chỉ đầu tư sấp xỉ 5 tỷ đô la mà thôi, tức là chỉ bằng con số lẻ. Và dường như Hải quân Việt Nam với những biện pháp và những cái hành động tham nhũng và các tướng của Hải quân Việt Nam liên tục bị đưa ra xét xử như vậy thì Hải quân càng ngày càng sa sút đi về mọi mặt. Và điều đó dẫn đến dường như Hải quân Việt Nam đã tê liệt và chỉ có thể đứng nhìn, quan sát từ xa khi Trung Quốc liên tục có các hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong thời gian suốt 3 tháng qua. Và hình ảnh mới nhất mà chúng tôi xin chia sẻ đó là hải trình chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt 3 tháng qua, nhưng Hải quân Việt Nam không có biện pháp có thể ngăn cản được những hoạt động này của Trung Quốc, tức là họ không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước.
đây là nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam cho biết thông tin mới nhất. Vào lúc 3 giờ 20 phút sáng ngày 22 tháng 10 năm 2019 giờ Việt Nam, Hải Dương 8 bắt đầu di chuyển lên phía Bắc theo hướng thẳng đứng song song với kinh tuyến. Nhiều khả năng Hải Dương 8 sẽ thực hiện các đường khảo sát thứ 21 của một phân vùng khảo sát mới được gọi là phân vùng C thuộc khảo sát thứ 4. Phân vùng khảo sát mới này gọi là phân vùng C cũng sẽ chạy dọc theo bờ biển Việt Nam, Trung Bộ Việt Nam như phân vùng A và có một phần nằm đè lên phân vùng A. Tức là họ khảo sát rất cơ bản, rất cụ thể và Việt Nam không làm gì được. Và nếu các bạn quan sát những cái đường đi của chiếc tàu Hải Dương 8 này thì nó rất thẳng và nó dường như không gặp bất cứ một trở ngại nào của các lực lượng chấp pháp của Việt Nam, cảnh sát biển Việt Nam cũng như Hải quân Việt Nam. Thì đây chúng ta thấy rằng Việt Nam nó yếu kém như thế nào. Và phân vùng C nói trên sẽ chạy dọc theo hướng từ Nam đến Bắc và Bắc vào Nam và đi qua phần bên phải của các lô thăm dò khảo sát dầu khí ở Nam Trung Bộ của Việt Nam. Nhưng vừa qua Trung Quốc nhận vơ là của mình, tức là Trung Quốc đã nhận những cái lô dầu khí đó là của họ rồi. Cũng còn khả năng Hải Dương 8 chạy lên trạm vào vĩ tuyến 11 và sau đó đi theo lộ trình quen thuộc cũ chạy về đá chữ thập. Thì đây là chia sẻ của ông nhà nghiên cứu Phạm Nam Thắng trong thời gian vừa qua đã liên tục cập nhật những thông tin mới nhất. Và những thông tin đó, báo chí trong nước với hơn 800 tờ báo và truyền hình đã không đăng tải một cách cụ thể và chi tiết cho người dân Việt Nam. Và điều đó gây nguy hiểm cho những người, là đặc biệt là những người ngư dân, khi họ đi ra đánh cá, đánh bắt cá ngoài khơi ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì họ đã không được bảo vệ, thậm chí có thể bị những cái tàu Hải Dương 8 hoặc là những cái tàu hộ tống đâm chìm bất cứ lúc nào. Và điều cần thiết lúc này là quân đội và công an Việt Nam cần phải từ bỏ hoàn toàn các cơ sở kinh doanh của mình, như điện thoại, như các hội nghị, khách sạn và nhiều cái vấn đề khác. Bởi vì Trung Quốc đã buộc quân đội dừng kinh doanh từ những năm 2017 rồi. Và quân đội Việt Nam phải chuyên tâm vào nhiệm vụ bảo vệ cho trên 90 triệu người dân và bảo vệ chủ quyền đất nước. Quan trọng hơn, cả quân đội và công an cần phải chuyển sang mô hình như các nước tự do và dân chủ, đó là phi đảng phái, chỉ phục vụ cho đất nước và làm theo hiến pháp và pháp luật mà thôi. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy bình luận sau video này cũng như chia sẻ và để lại những thông tin để chúng tôi có thể biết và cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới.